Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Đề Bà Đang Đa Thứ 12 lúc bây giờ đứng Phật bảo các vị Bồ Tát và hàng trời người bốn chúng ta ở trong vô lượng kia về thời quá khứ cầu kinh Pháp Hoa không có lười mỏi. Trong nhiều kiếp thường làm về quấn vương qua nguyện cầu đạo vô thường Bồ Đề lòng không thối chuyện vì muốn đầy đủ sáu pháp ba la mật nên chuyên làm việc bố thí lòng không lẫn tiếc bố thí voi ngựa bảy bao. Nước thành vợ con tôi tớ bạn bè cho đến đầu mắt tùy ông thân thịt tay chân chẳng tiếng thân mền thỏa đó nhân dân trong đời sống lâu vô lượng vua vì mến pháp nên tôi bỏ ngôi vuông. Giao việc kỳ nước cho thái tử đánh trống ra lệnh cầu pháp khắp bốn phương ai có thể vì ta nói pháp đại thừa thời ta sẽ trọn đời cung cấp hầu hạ. Khi ấy có về tiên nhân đến thưa cùng vua rằng ta có pháp đại thừa tên là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nếu đại vương không trải ta, ta sẽ vì đại vương mà tuyên nói. Vua nghe lời về tiên nhân nói vui mừng hân hở liền đi theo vị tiên nhân để cung cấm việc cần dùng hoàng hai trái gánh nước hoặc là lượm củi nấu ăn cho đến dùng thân mình làm giường ghế. Thân tâm không biết mọi thờ đó theo phong thờ vì tiên nhân trải qua một nghìn năm vì trong pháp nên chiến năng cung cấm hầu hòa cho tiên nhân không thiếu thốn. Bây giờ đứng thế tôn muốn thiên lại nghĩa trên mà nói kể rằng ta nhớ kim qua thứ vì cầu pháp đại thừa giàu làm vị quân vương chẳng ham vui ngũ dục đánh chuông rào bốn phương. Ai có pháp đại thừa nếu vì ta dạy nói thân sẽ làm tôi tớ giờ có tiên cường thọ đến thưa cùng đại vương ta có pháp nhiệm màu trong đời in có được nếu có thể tu hành. Ta sẽ vì ông nói khi vua nghe tiên nói xin lòng rất vui đẹp liền đi theo tiên nhân cung cấp đồ cần dùng lớn cuối và rau trái theo lời cung kính dân lòng ham pháp đại thường. Thân tâm không lười mỏi cấm vì các chúng sinh chuyên cầu pháp màu lớn cũng không vì thân mình cùng với vui ngủ dục nên giàu làm vua lớn chuyên cầu được pháp này do đó được thành Phật nay vẫn vì ông nói. Phần bảo ca si kêu rằng thuở ấy vua đó thời chính thân ta còn tiện nhân đó nay chính là ông Đề Bà Đang Đa do nhờ ông thiền tri thức Đề Bà Đang Đa làm cho ta đầy đủ sáu pháp ba la mật. Từ bi hỷ xả 32 tướng tốt 80 muôn đẹp thân sẵn vàng phía 10
chi lần bốn món vô sở quý bốn món di pháp mười tám món bằng công thần công đạo lưng thành bằng chính gia rồng độ chúng sinh. Tất cả công đức đó đều là nhân thiện trí thân đề bà đáng đa cả phần bảo hoàng tư chúng quá vô lượng kim về sau ông đề bà đáng đa sẽ được thành Phật hiệu là Thiên Vương Như Lai. Ưng cung chính biến trí minh hành tùng thiền thể thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trưởng vô thiên nhân chư Phật thế toàn cõi nữa đó tên là Thiên Đạo lúc Thiên Vương Phần Trù ở đời. Hai mươi chung kiếp rộng vì các chúng sinh mà nói pháp màu hằng hà xa chúng sinh đường quả la hán vô lượng chúng sinh phán tâm duyên giác hằng hà xa chúng sinh phán tâm vô thường đạo được vô chứng nhân đang bằng bằng cõi chuyện sau khi đến Thiên Vương Phật nhập niết bàn chính pháp trụ lại đời hai mươi chúng kiếp toàn thân xa lời dựng tham bằng bảy bao cao sáu mươi do tuần cả hàng trời nhân dân đều đem hoa đẹp hương bột hương xoa hương đốt y phục chuỗi ngọc tràng phan lỏng bao kỳ nhà ca tùng đề lễ lại cúng vàng tham đem bằng bảy bao đó vô lượng chúng sinh được quả a la hán vô lượng chúng sinh ngô bánh chi văn băng khả tư nghị chúng sinh phán tâm bờ đề đến bằng băng thối truyền đừng phạm báo ca tê khe trong đời vị lai nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ nghe kinh diệu pháp liên hòa phẩm đề bà đàn đàn xin lòng trong sạch kinh tín chẳng xin nghi lầm thời chẳng đoa địa ngục ngạ quỷ chúng sinh đưa sinh ở chư tạng đứng phờ trong mười phương cho người đó sinh ra thường được nghe kinh này nếu sinh vào cõi nhân thiên thời hướng sự vui đấng thắng nhiều nếu sinh ở chưa phần thời từ hóa sen hóa sinh bây giờ hạ phương vì bồ tát theo hồ đức đa bửu như lai tên là Thi Tích bằng với đức đa bửu phần nên trở về bản quang đơn thân ca mâu ni phật bảo trí tinh rằng thiện nam tử giờ giờ giây la cõi đây có bồ tát tên văn thù trừ lời có thể cùng ra mắng nhau luận nói pháp màu rồi sẽ về bản đồ lung do ngài văn thù chứ lời ngồi hoa sen nhìn cánh lớn như bánh xe can về bồ tát cùng theo cũng ngồi hoa sen báo từ nơi cung rồng ta kiệt là trong biển lớn tự nhiên vọt lên trù trong hư không nên nuôi linh thứ từ trên hoa sen bước xuống đến chỗ phần đầu mang kinh lại chẳng ai đứng phần làm lễ xong qua chỗ tri tinh cùng hỏi thăm nhau rồi ngồi một phiên ngài Thi Tinh Bồ Tát hỏi ngài Văn Thù Sư lời rằng ngài qua cung rồng hóa độ chúng sinh số đường bao nhiêu
chừng dây lát sẽ từ chứng viên ngài văn thù nói chưa dứng lời liền có vô số bồ tát ngồi hóa thiên bao từ biển vọt lên đến núi linh tửu trụ giữa hư không càng về bồ tát này đều là của ngài văn thù sư lợi hóa đồ đủ ba la mật những gì mà trước kia là thanh văn ở giữa hư không nói hành thanh văn nay đều tu hành nghĩa không qua đại thừa ngài văn thu trả lời nói với ngài trí tính rằng tôi giao hoa ở nơi biển vì có như thế lòng ấy ngài trí tính Bồ Tát nói kệ khen rằng đại trí đứng mạnh mẽ hóa độ vô lượng chúng nay trong hồi lớn này và tôi đều đã thấy diễn nói nghĩa thần tướng mở bài pháp nhất thừa rộng độ các chúng sinh khiến ma thành bồ đề ngài văn thù sư lời nói ta ở biển chỉ thường tuyên nói kinh diệu pháp liên hoa ngài tri tinh hỏi ngài văn thù sư lời rằng kinh này đấng sâu vi diệu là bao trong căn kinh trong đời dân in có vậy có chúng sinh nào siêng năng tình thân tu hành kinh này mau đưa thành phật chăng ngài vẫn thu thứ lời nói có con gái của vua rồng ta kiện la mới tám tuổi mà căn tính lanh lẹ có trí tuệ kéo biển cả căn tính hành nghiệp của chúng sinh được khóa tổng trì các tạng pháp kinh rất sâu của các phần nói đều có thể thù trì sâu vào thiền định rõ thâu càng pháp trong khoảnh khắc là phán tâm bồ đề được bấm bấm thôi chuyển biển tài vô ngại thương nhớ chúng sinh như con đỏ con đứng đầy đuông lòng nghĩ miệng nói pháp nhiên màu rộng lớn từ bi nhân đức chiêm nhường ý chí hòa nhà nàng ấy có thể đến bồ đề chỉ tin bồ tát nói rằng tôi thấy đừng thỉnh ca như lai ở trong vô lượng kiếm làm nhưng hành khổ khó làm chưa nhiều công đức để cầu đạo bồ đề chưa từng có lúc tôi dưng ta xem trong cõi tam thiên đại thiên nhận đến không có chỗ nhỏ bằng hôm cái mà không phải là chỗ của bồ tát bỏ thân mình để vì lợi ích chúng sanh vậy sao mới đưa thánh đạo bồ đề chẳng tin long nữ đó ở trong khoảng dày lãng chứng thành bẩn chính gia nói luận chưa xong lúc đó con gái của long vương bỗng hiện ra nơi chưa đầu mang lễ kính phật rồi đứng một phía nói kề kiên rằng thấu rõ tướng tôi vừa cắm soi cả mười phương pháp thân tình vi diệu đủ 32 tướng dùng 80 món tốt để trang nghiêm pháp thân trời người đều kính ngưỡng lòng thần thấy cung kính tất cả loài chúng sinh không ai chẳng tôn phụng lại nghe thanh bồ đề chỉ phật nên chứng biết tôi nói pháp đại thừa độ thoát khổ chúng sinh
đến bây giờ ngài xa lời vẫn nói với lòng nữ rằng: người nói không bao lâu chừng được nào vô thường, việc đó khó tin. Vì sao? Vì thân gái nhớ quê chẳng phải là phán thi, thế nào có thể được thành vô thường chân gian. Đạo Phật xa rộng phải trải qua vô lượng kiếp, cần có chứa nhóm sống hành tu đủ các đồ, vậy sao mới thành được lại thân gái, còn có năm điều chương. Một chẳng được làm phàm thiên vương, hai chẳng được làm đế tinh, ba chẳng được làm mã vương, bốn chẳng được làm chuyển luân thánh vương, năm chẳng được làm phẩm thế nào thân gái được mau thành phần. Lúc đó lòng nữ có một hồn châu bao giá trị bằng cõi tam thiên đại thiên, đem dân đứng Phật vẫn liền nhận lấy. Lòng nữ nói với trí tinh Bồ Tát cùng tôn giả ta lời phân rằng: tôi yến châu bảo đứng thế tôn nam thọ, việc đó có mau chăng? Đám cước màu lòng nữ nói lấy chân thân của các ông xem tôi thành phần lại mau hơn. Viện đó đang lúc đó cả chúng hồi đều thấy lòng nữ thoạt nhiên biến thành nam tử đủ hành Bồ Tát. Liền qua cõi vô sâu ở phương Nam, ngồi tòa sen bao thành bậc đẳng chính giác, đủ 32 tướng 80 món đẹp khắp vì tất cả chúng sanh trong mười phương mà diễn nói pháp màu. Khi ấy trong cõi ta bà hàng Bồ Tát thân văn cởi rộng bát bộ nhân, cùng phi nhân đều xa thấy lòng nữ kia thành Phật. Khắp vì hạ nhân tiên trong hội đó mà nói pháp, xin lòng vui mừng đều xa kính lạy vô lượng chúng sinh. Nghe pháp tỏ ngộ được phần văn thôi chuyển vô lượng chúng sinh, được lãnh lời thủ ký thành Phật cõi vô cấu sáu điều văn đồng. Cõi ta bà ba nghìn chúng sinh trô bằng bấn thôi, ba nghìn chúng sinh phán lòng Bồ Đề mà đưa lãnh lời thủ ký trì tình Bồ Tát. Và ngài xa lời phân tất cả trong chúng hội yên lặng mà tin nhận đó. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Trì thứ 13 lúc bây giờ, ngài Dương Vương Đại Bồ Tát và ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát Ma Ha Tát cùng chung với quyến thuộc hai muôn vị Bồ Tát đều ở trước Phật nói lời thề rằng: cuối mong đứng sau khi phân diệt đó, chúng con sẽ phụng trì đọc tụng nói kinh điển này. Đời ác khao chúng sinh căn lành càng yên nhiều, kẻ tăng thường mạng tham lời dưỡng cúng vàng sen lớn căn chẳng lành xa lìa đạo giải thoát. Dầu khó có thể giao hoa, chúng con sẽ khởi xứng nhận lớn đọc tụng kinh này. Thù trì dài nói miên che dùng các món cúng vàng cho đất.
chẳng tiếc thân mình. Lúc đó trong chúng có 500 vị A-la-hán đã được hữu khí đồng bánh phân rắn thế tôn. Chúng con cùng nhị thề nguyện ở nơi cõi khá rộng nói kinh này. Lại có bất hồng và vô hồng 8.000 người đã được hữu khí đồng từ chỗ ngồi đứng dậy chăm tay hướng về phía Phật nói lời thề rằng Thế Tôn chúng con cùng sẽ ở cõi ca rộng nói kinh này vì sao? Vì người trong nước ta ba nhiều điều tệ ác ôm lòng tăng thương màng công đứng càng mong dẫn hờn qua vải tâm công chân thần. Khi đó gì của Phật là đại ái đao thì khéo đi cùng chung với bầm hồng và vô hồng thì khéo đi. Sao nhìn người đồng từ chỗ ngồi đứng dậy chăm tay chiêm ngưỡng dung nhan của Phật mắt trắng tám rơi. Bây giờ Thế Tôn bao kiêu đàm di cớ chi có sống buồn mà nhìn Như Lai tâm ngươi toàn công cho rằng ta chẳng nói đến tên ngươi đệ tử khi tâm vô thường chính đàn chính giá thường. Kiều đàm di ta chưa tông nói tất cả thân văn đều đã được thủ khi này người muốn biết thủ khi đó đời tương lai sao người sẽ ở trong pháp hội của sau muôn tam nghìn ức đức Phật làm vì đại pháp trường. Và sao nghiên vì học phổ hồng tỳ khéo đi đều làm pháp sư ngươi lần lần đủ đạo hạnh Bồ Tát như thế sẽ được thành phần hiểu là những thiện chúng sinh hỷ kiến Như Lai. Ưng cung chánh biến chỉ minh hành tùng thiền thề thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân chư phần Thế Tôn kiều đàm di đức nhân thiết chúng sinh hỷ kiến phẩm đó và sao nghìn Bồ Tát. Tuần từ thủ ký đưa cao vô thường chính đàn chính giác bây giờ mẹ của La Hầu La là bà Giá Như Đà La thì kéo đi nghĩ rằng Thế Tôn ở nơi trong hội thủ ký điên chẳng nói đến tên tôi. Phần bảo bà Giá Như Đà La người ở đời sau trong pháp hội của trăm nghìn muôn ứng đức Phật tu hành Bồ Tát làm vì đại pháp chớ lần lần đầy đủ phần đạo ở trong cõi thiền quân sẽ đưa thành phần. Hiểu là cụ túng thiên vạn quan tướng Như Lai ưng cũng chánh biến chỉ minh hành tung thiền tề thế gian giới vô thường chỉ điều ngự trường phủ thiên nhân chư phần Thế Tôn. Phần sống lo vô lượng vô số kim lũng đó bà đại ai đào thì kéo đi và bà Giá Như Đà La thì kéo đi cùng cả quyến thuộc đều rất vui mừng được việc chưa từng có liền ở trước Phật mà nói kể rằng đấng Thế Tôn đạo sư làm ác ôn trời người chúng con nghe thù ký lòng an vui đầy đủ các vị tỳ kheo ni nói kệ đó rồi bạch Phật rằng
Chúng con cùng có thể ở cõi nước phương xa rộng tuyên nói kinh này. Bây giờ đứng thế có nhìn 80 muôn ứng na do ta vì Đại Bồ Tát Càng vì Bồ Tát đó đều là bậc bất tôi chuyện. Chuyện pháp vấn vấn tôi được các pháp thống trì từ liên từ cho ngồi đừng dậy đến chứ quan mong lòng chấm tay mà nghĩ rằng nếu đứng thế tôn dạy bảo chúng ta nói kinh này đời chúng ta sẽ như là vòng dày rộng tuyên nói pháp này. Càng về đó lại nghĩ nay đứng vẫn yên lặng chẳng thấy dạy bảo chúng ta phải làm thế nào lúc đó càng về Bồ Tát kính thuận ý của Phật và muôn tự thỏa mãn bán nguyện bền ở trước Phật nói lớn tiếng mà phán lời thế rằng Thế Tôn sau khi nhớ lại việc độ chúng con đi dám vòng qua lại cấm mười phương thế giới hay khiến chúng sinh biên chép kinh này thủ trì đồng tung giải nói nghĩa đó như nhớ chân kinh đúng như pháp mà tu hành. Như thế đều là chứng quy thân của phần cuối mong đứng Thế Tôn ở phương khác xa giữ gìn cho chúng tới càng vì Bồ Tát đều đồng tiếng mà nói kệ rằng cuối mong phần chớ lo sao khi phần diệt độ trong đời ta kê chờ chúng con sẽ rộng nói có những người vô tri lời ăn măng rủa thải và dao gãy đánh đầm chúng con đều phải nhẫn tỳ kheo trong đời ăn trí tà lòng vua vai chưa được nói đã được lòng ngã mãn dây đầy quăng người mặc áo nạp lắng lẽ ở chỗ vắng tự nói tu chân đạo kinh rẽ trong nhân gian vì ham mưa danh lời nói pháp cho bạn nghĩ được người đời cung kính như lộng không là hãng người đó mà lòng ác thường nghĩ việc thế công giả danh a luyện nhã ưa nói lỗi chúng con mà nói như thế này các bọn tỳ kheo này vì lòng tham lợi dưỡng nói luận nghĩa ngoài đạo tự làm kinh điển đó dối lầm người trong đời vì muốn cầu danh tiếng mà giải nói kinh đó thường ở trong đại chúng vì muôn pha chúng con đến quân vương quan lớn bà la môn cư sĩ và chúng tỳ kheo khác chê bai nói cho con đó là người ta kiên nói luận nghĩa ngoài đạo chúng con vì kinh phần đều nhấn các an đó bị người đó kinh rằng các ngươi đều là phần lời kinh mạng dường ấy đều sẽ nhận thù đó trong đời ả kiếp trường nhiều các sự sợ trên quy dư nhập thân kia măng rùa hủy nhùng con chúng con kính kinh phần sẽ mặn giam nhẫn nhục vì để nói tên này nên nhẫn các viên khó con chẳng mến thân mệnh chi tiết đạo vô thường chúng con ở đời sau hộ trì lời Phật dạng Thế Tôn từ nên biết tỳ kheo án đời trượt chẳng biết phân phương tiên tùy cơ nghi nói pháp cho mày nói lời
có người cầu Phạm, con đều đến chỗ đó nói Pháp của Phật, dặn con là sư của Phật, ở trong chúng con chờ con sẽ theo nội Phật. Xin Phật an lòng ở con, trước Thế Tôn mười phương Phật đến nhóm phán lời thề như thế. Phật từ rõ lòng con kinh diệu Pháp liên qua quyển thứ tư, ôm châu đi làm thuê mướn được chúng in cho là đúng. Nơi cao nguyên đạo viên chỉ cầu suối sâu tam bảo vọt lên giáo hoa tròn khắp nhân cùng quả đồng nói Pháp mau y cần cầu. Nam mô Pháp Hoa Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Đệ tử thù ký chứng quả Phật Pháp Phật đã bửa vốn ra trước Ngài nhào thuyết hỏi căn nguyên. Vì Pháp cầu Thầy hiện nghe diễn trên nhiều liên. Nam mô quá khứ đã bửa Phật. Nam mô quá khứ đã bửa Phật. Nam mô quá khứ đã bửa Phật. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm là thành thứ mười bốn, lúc bây giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Bánh Văn rằng Thế Tôn Các Vị Bồ Tát này rằng là in con. Vì kinh thuần phẩm nên phá thuê nguyện lớn ở nơi đời án sao hộ trì đọc nói kinh Pháp Hoa này. Thế Tôn Các Vị Đại Bồ Tát ở đời ắt sao thể nào mà có thể nói kinh này. Phẩm bao Ngài Văn Thù Sư Lợi nếu về Bồ Tát ở đời án sao muốn nói kinh này, phải an trụ trong bốn pháp một, an trụ nơi hành xứ và nơi thân cận xứ của Bồ Tát. Thời có thể vì chúng sinh mà diễn nói kinh này. Văn Thù Sư Lợi thế nào gọi là chỗ hành xứ của Đại Bồ Tát? Nếu vì Đại Bồ Tát an trụ trong nhẫn nhục hòa diệu khéo thuận mà không vùng chạm, lòng cũng chẳng kinh sợ. Lại ở nơi Pháp không phân biệt mà quán tướng như thực của cả khoa cùng chẳng vinh theo chẳng phân biệt, đó gọi là chỗ hành xứ của Bồ Tát. Thế nào gọi là chỗ thân cận của Đại Bồ Tát? Vì Đại Bồ Tát chẳng gần gũi quấn vương tự đại thần quang trường, chẳng gần gũi ca ngoài đạo phạm chí ni kiền tử vân vân, và chẳng gần những kẻ phía sách thế tục ca ngâm. Chẳng ngoài đạo cùng với khoai lô già ra đà phái nghịch lô già già đà, cũng chẳng gần gũi những kẻ chơi hung hiểm đâm nhau đánh nhau và bọn na la vân vân. Bài ca cuộc chơi biến hiện lại chẳng gần gũi bọn hàng thịt và kẻ nuôi heo dê gà chó săn bắn chài lưới hàng người xa.
lại chẳng gần gũi những tỳ kheo. Tỳ kheo ni ưu bà tấn ưu bà di hằng người cầu quá thanh văn, hoặc ở trong phòng, hoặc chỗ kinh hành, hoặc ở trong giảng đường chẳng cùng ở chung. Hoàng có lông những người đó lại đến Bồ Tát theo cơ nghi nói pháp không lòng mong câu văn thù sư lời lại vì đại Bồ Tát chẳng nên ở nơi thân người nữ cho là tướng có thể sinh tư tưởng dùng nhiễm mà nói pháp cũng chẳng ưa thấy. Nếu vào nhà người chẳng cùng với gái nhỏ, gái trinh, gái hóa vân vân, chung nói chuyện cũng là chẳng cần năm giống người bất nam để làm thân hầu, chẳng riêng mình vào nhà người. Nếu lòng có nhân duyên cần riêng mình vào thời chuyên môn lòng niệm Phật, nếu vì người nữ nói pháp thời chẳng ở răng cười chẳng bày không ngừng nhận đến vì pháp mà còn chẳng thân hậu huống lại là biển khác. Chẳng ưa nuôi đệ tử xa di tội và các trẻ nhỏ cũng chẳng ưa cùng chung nó đồng môn, thầy thường ưa ngồi thuyền ở chỗ văn tu nhiếp tâm mình văn thù thư lời đó gọi là chỗ thân cần ban đầu. Lại nữa vì đại Bồ Tát Quán Sát nhân kia pháp không như thần tướng, chẳng điên đảo chẳng đồng chẳng thôi chẳng chuyển như không, không có thần tinh tấn cả lời nói phô dứt chẳng sinh. Chẳng xuân chẳng khởi không danh không tướng thần không chỗ có không lừa không ngàn không ngài không chưa chỉ do nhân duyên mà có từ điền đảo mà sinh cho nên nói thường ưa quan xa pháp tướng như thế. Nó gọi là chỗ thân cần thứ hai của vị đại Bồ Tát đúng đo đừng thế con muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng nếu có vị Bồ Tát ở trong đời ăn xong lòng không hề sợ sệt muốn nói kinh pháp này nên trụ vào hành xứ và trụ thân cận xứ thường xa rời quốc vương và con của quốc vương quan đại thần quan lớn kẻ chơi bìa hung hiểm cùng bọn chiên đà la ngoài đào phạm chi cùng chẳng ưa gần gũi hàng người tăng thương mạng hàng học giả tham chấp kinh luận luận tiểu thừa những tỳ kheo phá giới danh tự a la và những tỳ kheo ni ưa tính chơi giỡn cười ca về ưu bà di tham mê năm món dục cầu hiện tại gì đô đều chớ có gần gũi nếu những hạng người đó dùng tâm tôn mà nên tài cho của Bồ Tát để vì nghĩa phần nào Bồ Tát tài nên dùng lòng không chung xa sệt chẳng có niệm mong cầu mà vì chung nói pháp những gái hoa gái trinh và các kẻ bất nam đều chớ có gần gũi để cùng làm thân hầu cũng chớ
nên gần gũi kẻ đồ tệ, cắt thái sân bắn và chài lưới vì lợi mà giết hại, bán thịt để tự trong buồn, bán sắc gái đẹp. Những người như thế đó đều chớ có gần gũi căn cuộc chơi giỡn dữ hung hiểm đâm đắng nhau, và những dâm nữ thảy tròn chớ có gần gũi, chớ nên riêng chỗ quốc vì người nữ nói pháp nội lung, vì nói pháp chẳng được chơi dẫn cười. Khi vào sớm cân thần phải dân một thì kêu, nếu không có thì kêu phải một lòng niệm Phật. Đây tôi gọi tên là hành chư thân cần cứ dùng hai chữ trên đây. Có thể an lạc nói lại cũng chẳng viện theo pháp thường trung và hạ vi hay cùng pháp chân thực, cùng chẳng có phân biệt là nam hay nữ, tại lại chẳng đưa thân pháp chẳng biết cũng chẳng thấy. Đây thời gọi tên là hành chư của Bồ Tát, tất cả các môn pháp đều không chẳng trụ, có không có chức thượng trụ vẫn cùng không khởi duyên, đây gọi là thân cận chỗ người trí hành nương. Chớ đạo điểm phân biệt các pháp có hoàn không là thật, chẳng phải thân là sinh, chẳng phải sinh ở an nơi vắng vẻ, giữ trao nhiếp tâm mình an trụ chẳng lay động. Như thể nói tổ về quảng xa tâm, cả pháp thầy đều không thường có, dường như quảng hư không, không có chung bền chắc, chẳng sinh cũng chẳng phớt, chẳng động cùng chẳng thôi, thường trụ một tướng thể đó gọi là cận xứ. Nếu có vị thì kéo sau khi ta diễn độ vào được hành xứ này và thân cận xứ đó, thời lung nói kinh này không có lòng e sợ bị Bồ Tát có lung vào nơi nhà tịnh thân. Lòng nghĩ nhớ chân chính theo đúng nghĩa quán sát từ trong thuyền định dạy, vì các bậc quốc vương vương tử và quán dân hàng bà la môn tại mà khai hoa diễn bài rộng nói kinh điển này. Tâm về đó an ổn không có chúng khiến sợ văn vô sư lời này, đó gọi là Bồ Tát an trụ trong sơ pháp, có thể ở đời sau diện nói kinh pháp hoa lại bằng tù sư lời. Sau khi đứng như lai diện đồ ở trong đời mà pháp muốn nói kinh này, phải trụ nơi hành an là hoặc miệng khuyên nói, hoặc lúc đọc kinh đều chẳng ưa nói lỗi của người và của kinh điển chẳng kinh màng các pháp sư khan. Chẳng nói việc hay dở tốn câu của người khác ở nơi hàng thân văn, cùng chẳng kêu ta nói lỗi quay của người đó, cũng chẳng kêu tan khen người điều tốn của người đó lại, cũng chẳng xin lòng oán hiền. Vì kéo tu lòng an lạc như thế nên những người nghe pháp không sai y, có chỗ gạn hỏi chẳng dùng pháp tiêu thừa đam, chỉ dùng pháp đại thừa mà vì đó
trước chung tri. Khi ấy Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng vị Bồ Tát thường ưa an ổn nói kinh Pháp ở nơi chỗ tâm tình mà chấm đắng sáng tòa dùng hương dầu tòa thân tâm gội căn bụi dơ. Mặc y mới rành trẻ trong ngoài đều rành thơm ngồi an nơi phạm tòa theo chỗ hỏi vì nói nếu có vị tỳ kheo cùng với tỳ kheo ni cán hàng ưu bà tấm và hàng ưu bà di quấn vương và vương tử ca quan cùng thị dân dùng pháp nghĩa màu vui vẻ vì họ nói nếu có người gạn hỏi theo đúng nghĩa mà đáp nhân duyên hoặc đi dù giải bài phân biệt nói dùng trí phương tiện này đều khiến kia phán tăng lần lần thêm đông nhiều vào ở trong phân đạo trừ lòng lời biên chế cùng với tương giải đại xa đời căn ưa nào tâm từ lần nói pháp ngày đêm thường tuyên nói giáo pháp vô thượng đạo dùng ca viên nhân viên vô lượng muốn thí dù mở bài giải chúng sinh đều khiến chúng vui mừng y phục cùng đồ nằm đồ ăn uống thuốc tan mà ở nơi trong đó không có chỗ mong cầu chỉ chuyên một lòng nhớ nhân duyên nói kinh pháp nguyện ta thành phật đạo khiến mọi người cũng vậy đó là lời lành lớn là an vui cúng dường sau khi ta diện độ nếu có vị tỳ kheo có thể diện nói được kinh diệu pháp hoa này lòng không chúng ghen không tham nào chưa ngài cũng lại không ưu sâu và cùng mang nhía phai lại cũng không sợ trên công giao gậy đánh đầm cũng không thua đuối ra vì an trụ nhẫn vậy người đi kéo tu tâm tâm mình được dường hay thời hay chu ơn làm như ta nói ở trên công đức của người đó trong nghìn muôn ứng kiếp tinh kể hay thí dụ chẳng nói thể đến đường hải văn thù sư lại vị đại bồ tát ở đời rốn sao lùng mà pháp mà gần diệt mà thu trì đồng tụng kinh điển này chớ ôm lòng thiên ghê chua dối cùng chớ kinh mẫn người hỏng phần nào vẫn tìm chỗ hay giờ của kia nếu hàng thì kheo tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di hoằng cầu thanh văn hoằng cầu duyên gia hoằng cầu bồ tát đạo đều không được làm nào đó khiến cho kia sinh lòng nghi hôi mà nói với người đó rằng người canh đạo rất xa tròn không thể được bậc nhất thế chúng chỉ vì sao vì các người là kẻ buông lung biên trở đôi với đạo lại cũng chẳng nên lý luận ca pháp có chỗ dành cái phải ở nơi tất cả chúng sinh cởi tướng đại bi đôi với cả đức Như Lai xin tưởng như cha lành đôi với các Bồ Tát tưởng là bậc đại sư với các đại Bồ Tát ở mười phương phải thắng
cựu đường hành an lạc thứ ba đây. Thời lúng nói pháp này không ai có thể nào đoàn được mang đồng hồng tốt chung cùng đồng tụng kinh này cũng được đại chúng thường đến nghe thụ nghe rồi hay nhớ nhớ rồi hay tụng tụng rồi hay rồi hay chém. Hoàng bảo người chép cung vàng kinh quyển cung kính tôn trọng người khen lùng mấy giờ đừng thế con muốn khuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng nếu muốn nói kinh này phải bỏ lòng ghen hơn nào vua dối tà mình. Trường tu hành chấn trường chấn nên kinh miệng người cũng chẳng ấy luận pháp chẳng khiến kia nghi hối rằng người chẳng thanh quần phật tự đó nói pháp thường nhu hòa hay nhẫn từ bi với tất cả chúng sanh lòng biết trên. Bồ Tát lớn mười phương thương chúng nên hành đạo phải sinh lòng cùng kinh đó là đại chư ta với ca quận thế tôn tưởng là cha vô thượng quá nơi lòng kêu mà nói pháp không chứng ngài. Pháp thứ ba nhờ thế người kia phải giữ gìn một lòng an lạc hạnh vô lượng chúng cung kinh lại văn thù sư lời ca quy đại Bồ Tát ở đời lúc sau lúc pháp gần gì có vị nào tri kinh pháp hoa này. Ở trong hàng người tại gia xuất gia sinh lòng từ lớn, ở trong hàng người chẳng phải Bồ Tát sinh lòng bi lớn, phải nghĩ thế này những người như thế tới là mất lời lớn đức Như Lai phương tiện tùy đi nói pháp chẳng em. Chẳng biết chẳng hay chẳng hiểu chẳng tin chẳng hỏi người đó dầu chẳng hỏi chẳng tin chẳng hiểu kinh này lúng ta được vô thượng chính đàng chính giác người đó tùy ở chỗ nào ta dùng chứng thần thông trí tuệ dẫn dân đó kiến được trụ trong pháp này. Văn thù sư lời vị đại Bồ Tát đó ở sau lúc Như Lai diệt độ nếu thành tựu được pháp thứ tư này thời lúc nói pháp này không có lầm lỗi thường được hàng tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di quốc vương vương tử đại thần. Nhân dân bà la môn cư sĩ tại cung và cung kính tôn trọng người khen hàng chư thiên ở trên hư không vì nghe pháp cũng thường theo hộ nếu ở trong xóm làng thành ấm rừng cây văn ve có người đến muốn gặng hỏi hàng chư thiên ngày đến. Thường vì pháp mà về hộ đó có thể khiến người nghe đều được vui mừng. Vì sao? Vì kinh này được sức thần của tất cả ca đấng quần qua quá khứ vị lai hiện tại giữ gìn vậy. Văn thù sư lời kinh pháp hoa này ở trong vô lượng cõi từ toàn chân đường nghe là huân là đường thay thủ trì đọc tụng văn thù sư lời thí như vua chuyển luận thắng vương chứng lần mạnh mẽ muốn dùng uy thế hàng phục can hướng mà các vua nhỏ
binh chúng những người đánh giặc có công liền rất vui mừng. Theo công mà thượng ban hoặc ban cho ruộng nhà xóm làng thành ấm hoặc ban cho đồ y phục trang nghiêm nơi thân hoặc cho các món trân bảo vàng bạc lưu ly xa xứ ma não sang ngô hộ quanh voi ngựa xe cổ tôi tới nhân dân. Chỉ viên minh cho trong buổi công chẳng đem cho đó vì xa vì riêng trên đỉnh vua có một viên minh ở châu này nếu đem cho đó thời ca quyến thuộc của vua ác rất kinh là văn thù sư lại. Như Lai cũng như thế dùng sân thuyền định trí tuệ được cõi nướng pháp giao hóa trong ba cõi mà vương chẳng cứng thuận phùng cả tương hiền thanh của Như Lai cùng mà đánh nhau những người có công lòng cũng vui mừng. Ở trong hàng chúng vì nói ca kinh khiến tâm kia vui tính ban cho các phán thuyền định giải qua vô lầu căng lưng và lại ban cho thành niết bàn bảo rằng được việc đô để dân dân lòng chúng làm cho đều nướng vui mừng. Mà chẳng về đó nói kinh pháp hoa này văn thù sư lại như vua chuyển luân thấy các binh chúng những người có công lớn đem viện bệnh châu có tin từ lâu ở trong bụi tóc chẳng vọng cho người mà nay cho đón. Đứng Như Lai cùng lại như thế làm vì pháp vương trong ba cõi đem pháp màu giao hóa cho tâm cả chúng sinh thấy quân hiền thánh cùng ma ngũ âm ma phiền não ma chết đánh nhau có công lao lớn. Diệt ma đồng khỏi ba cõi phá lưới ma lũng ấy Như Lai cũng rất vui mừng kinh pháp hoa này có thể khiến chúng sinh đến bằng nhân thiết trí là pháp mà tất cả thế gian nhiều oan biết có tin. Trước chưa từng nói mà nay nói đó văn thù sư lời kinh pháp hoa này là lời nói bằng nhân của Như Lai ở trong cơn lời nói thời là rắn sao rốn sao mới ban cho Như vua sức mạnh kia lâu gìn viên minh cho mà nay mới cho đón. Văn thù sư lời kinh pháp hoa này là tạm bi mầm của các đức Phật Như Lai ở trong các kinh thời là bậc trên hết lâu ngày giữ gìn chẳng vọng tuyên nói mời ở ngày nay cùng với các ông mà bài nói đón. Lùng đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng thường tu hành nhẫn nhục thương so tất cả chúng mời có thể diễn nói kinh của Phật trên người đời mang thế về sau. Người tu trì kinh này với tài gia xuất gia và chẳng phải Bồ Tát nên xin lòng từ bi nhưng người đó chẳng nghe chẳng tin kinh pháp này thời là mất lợi lớn khi ta chứng phẩm nào dùng ca sức phương tiện. Vì nói kinh pháp này làm cho trụ trong đó thí như vua chuyển luân thắng vương có
sức mạnh bình tương đánh có công thưởng bao những đồ vật voi ngựa bùa đe có đồ trang nghiêm nơi thân và những ruộng cùng nhà xóm làng thành âm thai hoàng mang cho y phục các món trần bảo đó tôi tới cùng của cái đều vui mừng bàn cho nếu có người mạnh mẽ hay làm được vì có vua mới mở bụi tông lấy minh châu cho đông đừng nhờ lại cũng cái là vua trong răng lớn tàn bao trì tuệ sáng dụng lòng từ bi lớn đúng như pháp độ đời thay tất cả mọi người chịu cam điều khó nào muốn cầu đường giải thoát cùng các mà đắng nhau phần về chúng sinh đó nói càng món kinh pháp dùng sân phương tiền làm nói ca kinh điển đó đã biết loài chúng sinh đưa sức mạnh kia rồi cho sao mới vì chúng nói kinh pháp hoa này như vua thắng mở tông lấy mình châu cho đó kinh này là bậc tôn trên hết trong các kinh ta thường giữ gìn luôn chẳng vọng vì mở bài này chính đã phải lúng vì các ông mà nói sau khi ta diệt đồ người mong cầu phần đạo muôn đưa trụ an ổn nhiễm nói kinh pháp này phải nên thường gần gũi bốn khóa trên như thế người đồng tụng kinh nay thường không bị ưu não lại không có bệnh đau nhan sắc được trắng sạch chẳng sinh nhà bằng cùng dòng phi thiền xấu xa chúng thân thường ưa tay như ham bộ hiền thanh ca đồng tự cõi trời dùng làm kẻ sai khiến dao gầy chẳng đến đường đồng giữ chân hai đường nếu người muốn mắng nhiên miệng thời liền ngắm bím nhào đi không xa trên giường như chư tử vương tri tuệ rất sáng xuống như mặt trời chói sáng nếu ở trong chim bao chỉ thấy những việc con thấy ca đứng như lai ngồi trên tòa sư tử cả hàng chúng thì kéo vây quanh nghe nói pháp lại thấy cán long thần cùng a tu la thải số như cả sông hằng đều cùng kính chắp tay từ ngó thấy thân mình mà vì chúng nói pháp lại thấy can đừng và thân tướng thuần sáng vàng phóng vô lượng hào quang soi khắp đền tăng ca dùng giọng tiếng phàm âm mà diễn nói ca phá phật vì hàng tư chúng nói kinh pháp vô thượng thấy thân mình ở trong chắp tay khen lời phật nghe pháp lòng vui mừng mà vì cúng dàn toàn đưa pháp đà la đi chân bận bận thôi trí phận biết tâm người đó đã sâu vào phận đạo liền vì thu ký cho xe thành tôi chính giá thiện nam tử người này sẽ ở đời vị lai chân đưa vô lượng trí nên đạo và phải đưa ra nghiêm tình rộng lớn không đâu bằng cũng có hàng tư chung chăm tay nghe nói pháp lại thấy thân của mình ở trong rừng núi văn tu tâm các pháp và lành chứng thực tương các pháp cho vào trong thuyền định thấy các phần mười phương các phẩm thân sắm vàng trăm vượt tướng trang nghiêm nghĩa pháp vì người nói thường có
con đó lại mong làm quốc vương. Bỏ cung điện quyên thường và ngũ dụng thường nhiều đi đến nơi đào tràng ở dưới gốc bồ đề mà ngồi tòa sư tử cầu đạo qua bảy ngày đưa tri của các phân thanh đạo vô thượng rồi dạy và chuyên pháp luân. Vì bốn chúng nói pháp trai nghìn muôn ngực kim nói pháp mà màu vô lao đồ vô lớn chúng sinh sao sẽ vào niệm bàn như coi đã đèn tăng nếu trong đời ác sao nói pháp bậc nhất này người đó được lời lớn ca công đức như trên. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Tùng Địa Dũng Xuân thứ 15 đúng bây giờ Cam Vị Đại Bồ Tát ở cõi nước phương cả đông hơn số các của tám sông hằng ở trong đại chúng đứng dậy chân tay làm lễ mà mạnh phận rằng thế con nếu bằng lòng cho chúng con lúc sau kia phần diệu độ tại cõi ta ba này thiền sinh tăng giữ gìn đông tùng biên chế phong vàng kinh điển này thời chúng con sẽ ở trong cõi đây mà rộng nói đó khi đó phần bao cả chúng đại bồ tát thiền nam tử thôi đi chẳng cần các ông hộ trì kinh này. Vì sao về cõi ta bà của ta từ có cung đại bồ tát số đông bằng số ca của sáu muôn sông hằng môi vì bồ tát có sáu muôn hằng hà sa quyến thuộc những người đó có thể sau khi ta diệt độ hộ trì đông tùng rộng nói kinh này lũng phần nói lời đó cõi ta bà trong tam thiên đại thiên cõi nữa đang đều rung nức mà ở trong đó có vô lượng nghìn muôn ân vị đại bồ tát đồng thời vọng ra các vị bồ tát đó thân đều sáng vàng đủ ba mươi hai tướng tố cùng vô lượng ánh sáng trước đây đều ở dưới cõi ta bà này cõi đó trụ giữa hư không ca vì bồ tát đó nghe tiếng nói của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nên từ dưới mà đến mọi vị bồ tát đều là bằng đạo thủ trong đại chúng đều đem theo sáu muôn hằng hà sa quyến thuộc thuộc là những vị đêm năm muôn bốn muôn ba muôn hai muôn một muôn hằng hà sa quyến thuộc cũng là nhân đến những vị đêm muôn hằng hà sa nữa hằng hà sa mô phân hằng hà sa nhận đến một phần trong nghìn muôn ứng na do tha phần hằng hà sa quyến thuộc muốn là những vị đêm nghìn muôn ứng na do tha quyến thuộc muốn là đêm muôn ức quyến thuộc muôn là đêm nghìn trăm muôn nhận đến một muôn muốn là đêm một nghìn một trăm nhận đến mười quyến thuộc
ba hai một người đệ tử huống lại là những vị biên môn mình. Ưa hành viện ly số đông vô lượng vô biên dường hay tỉnh nên đi dù chẳng có thể biên được các vị bồ tát đó từ dưới đất lên đều đến nơi tháp đền bảy mong. Chỗ của đứng đa bửu Như Lai và Thanh Ca Mâu Ni Phật đến nơi đòi hướng về hai vị Thế Tôn mà đầu mừng lấy chân Phật và đến chỗ các đức Phật ngồi trên tòa chư tướng. Dưới cội cây bao cũng đều làm lễ đi quanh bên mặt ba vòng chân tay cung kính dùng ca cánh người khen của Bồ Tát mà người khen phần rồi đúng qua một tiếng. Ưa vui chim ngưỡng ai đấng Thế Tôn từ lúc ca về Bồ Tát do từ dưới đấng vọt lên dùng cánh cách người khen của Bồ Tát mà khen người phần thời gian đó trải qua 50 tiểu kim. Bây giờ đứng Thích Ca Mâu Ni Phật nín lặng ngồi yên cùng hàng tứ chúng cùng đều nín lặng 50 tiểu kiếp vì do chân thân của phần kiến hàng đại chúng cho là như nửa ngày. Bây giờ hàng tứ chúng cũng nhờ chân thân của phần thấy các Bồ Tát đầy khắp vô lượng nghìn muôn ngân cõi nước hư không trong chúng Bồ Tát nó có bốn vị đạo sư một hướng hành. Hai vô biên hạnh, ba tình hạnh, bốn an lâm hạnh, bốn vị Bồ Tát này là bậc thượng thủ tướng đạo sư trong chúng đó ở trước đại chúng. Bốn vị đồng chắp tay nhìn Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà hỏi thăm rằng: Thưa Thế Tôn, có được ít bình yên não an vui luôn chăng? Những người đang độ thủ giao dễ chăng? Chẳng làm cho Đức Thế Tôn xin mỏi nhọc chăng? Khi đó bốn vị Bồ Tát nói kể rằng: Thế Tôn được an vui yên bình cùng ít não giao hoa cả chúng sinh được không mối nhầm ư lại các hàng chúng sinh. Thủ hoa có dễ chăng? Chẳng làm cho Thế Tôn chân nhầm mệnh đó lung. Bây giờ đứng Thế Tôn ở trong đại chúng Bồ Tát mà nói rằng đúng thế đúng thế. Ca thiền nam tử đứng Như Lai an vui ít bệnh yên não các hàng chúng sinh hoa đồ được dễ không có nhọc mệnh. Vì sao? Vì ca chúng sanh đó từ nhiều đời nhân lai trường được ta dạy bảo mà cũng từng ở nơi các phần qua thứ cung kính tôn trọng trọng ca coi lành ca chúng sinh đó vừa mới thấy thân ta nghe ta nói phàm liền đều tiến nhân vào đưa trong quê của Như Lai trừ người trước đã tu tâm học hành hiểu thưa nhưng người như thế ta cùng khiến được nghe kinh này vào trong tuệ của phần
Lúc ấy cả vị Bồ Tát nói kệ rằng: Hãy thấy, hãy thấy Đức Đại Hùng Thế Tôn, cả hàng chúng sinh tại đều hoa đô đường về, hay nói các đức Phật về trí tuệ rộng sâu nghe pháp rồi tin làm chúng con đều tùy. Chúng ta từ xưa nhận lại chẳng thấy chẳng nghe các chúng đại Bồ Tát như thế, từ dưới đấng vọt lên đứng chưa được Thế Tôn chắp tay cung vàng thăm hỏi như này. Lúc đó ngài Di Lặc Bồ Tát biết tâm niệm của ta nghìn hằng hà xa chúng Bồ Tát cùng muốn tự giải phía chỗ nghi của mình, bèn chăm tay hướng về phía Phật nói kệ hỏi rằng: Vô lượng nghiệp muôn ân căn Bồ Tát đại chúng, từ xưa chưa từng thấy nguyên đần lượng tung nói là từ chốn nào đến, do nhân duyên gì nhóm tăng lớn đại thần thông. Trí tuệ chẳng nghĩ bàn trí niệm kia bền vững có chất nhân dụng lớn, chúng sinh chỗ ưa thấy là từ chốn nào đến, mỗi mỗi hàng Bồ Tát bên theo các quyến thuộc. Chỗ đông không thể lượng như chỗ hằng hà xa, hoặc có đại Bồ Tát đem sáu muôn hàng xa càng đại chúng như thế, một lòng cầu phân đạo những đại sư đó thành. Sáu muôn hàng hà xa đều đến cúng vàng Phật cùng hộ trì kinh này, đem năm muôn hằng hà xa số này hơn số trên bốn muôn và ba muôn hai muôn đến một muôn. Một nghìn bốn trăm thầy nhận đến muôn hằng xa nữa và ba bốn phần một phần trong ức muôn nghìn muôn na, do ta muôn ức cán đề tự nhận đến đêm nửa ưng số đông lại hơn trên. Trăm muôn đến một muôn, một nghìn và một trăm năm mươi cùng một mươi nhận đến ba hai một viên mình không viên thuộc ưa thích ở riêng vắng đều đi đến chỗ phần số đây càng hơn trên. Càng đại chúng như thế nếu người quá khẽ đêm qua nơi kim hằng xa còn chẳng thể biết hết, cả vì uy đức lớn chúng Bồ Tát tịnh tâm ai vì đó nói pháp. Giao hóa cho thành tựu từ ái đạo phán tâm tư dương phận pháp nào thủ trì tu kinh gì tu tâm phân đạo nào các Bồ Tát như thế, thần thông chức trí lớn đất bốn phương rung lực đều từ đấng bò lên Thế Tôn. Con từ xưa chưa từng thay viễn đó xin phần nói danh hiệu cõi nước của kia ở, con thường qua các nước chưa từng thấy chúng này. Con ở trong chúng đây bèn chẳng quen một người thoa
trong đại hội này vô lượng trăm nghìn ưng ca chúng Bồ Tát đây đều muốn biết việc này hàng Bồ Tát chúng kia gông ngọn nhân duyên đó Thế Tôn đừng vô lượng cuối mong quyết lòng nghi khi ấy càng vì phận của đấng Thích Ca Mâu Ni Phật thân từ vô lượng nghìn muôn ứng cõi nước ở vương ca đến ngồi xem bằng chân tòa sư tử dưới ca công cây bảo nơi trong tám phương hàng thì gia của phần đó đều thấy đại chúng Bồ Tát ở bốn phương cõi tám thiên đại thiên từ đẳng vọng lên trụ trên hư không đều bạch với con mình rằng Thế Tôn ca na đại chúng vô lượng vô biên a tăng kỳ Bồ Tát đó từ chốn nào mà đến lung ấy các đấng phật đều báo thì giá các thiền nam tử hãy chờ giây la hiền có vị đại Bồ Tát tên là Di Lặc là vì mà đứng Thích Ca Mâu Ni Phật thù kia thế đây sẽ làm phần đã hỏi viện đó đứng phần sẽ đáp các ông tự đây mà được nghe bây giờ đứng Thích Ca Mâu Ni Phật bảo ngài Di Lặc Bồ Tát hai tay hai thay a dần đa bèn có thể hỏi phần việc lớn như thế các ông phải chung một lòng mặn giáp tình tấn phát y bền vững này đức như lai muốn phát tuyên bài trí tuệ của các đấng phật chân thần không tự tại của các đấng phật chân sư tự mạnh nhanh của các đấng phật chức uy thế mạnh lớn của các đấng phật khi đó đấng Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng phải một lòng tinh tấn ta muốn nói việc này chớ nên có nghĩa hồi thi phật chẳng nghĩ bằng ông này gắng sức tìm chỗ nơi trong nhận thiền chỗ pháp xưa chưa nghe nay đều sẽ được nghe này ta an ủi ông chớ ôm lòng nghi sợ Phật không lời chẳng thần trí tuệ chẳng nghĩ bàn phần đường pháp bậc nhân ai à, rất sâu khó phân biệt như thế nay sẽ nói cán ông muốn lòng em khi đứng Thế Tôn nói kể đó bao ngài Di Lặc Bồ Tát nay ta ở trong đại chúng này truyền bảo các ông mà dần đã cán hẳn đại Bồ Tát vô lượng vô số a tăng kỳ từ dưới đấng Bồ Tát mà các ông từ xưa chưa từng thấy đó chính ta ở cõi ta ba lũng được vô thượng chính đẳng sinh gia rồi giáo hóa chi dân các Bồ Tát đó điều phục tâm kia kiến phán đạo tâm ca vì Bồ Tát đó ở phía dưới cõi ta ba cõi đó chùa giữa hư không ở trăng ca kinh điển đồng tùng thông lệ suy gâm rõ hiếu nghị tưởng chân chánh a dần đa can thiện nam từ đó chẳng thân ở trong chung nhiều nói bàn thường ở chỗ vắng xuyên tu tinh tấn chưa từ
đường thôi, chớ cũng chẳng nương tựa người trời mà ở thường ham trí tuệ sâu không có chướng ngại. Cũng thường ham nơi pha của đừng và chuyên lòng tinh tấn cầu tuệ vô thường lúng đó đừng thế con muốn quyền lại nghĩa trên mà nói kể rằng a dần đã ông nên nghĩa sáng bồ tát lớn này từ vô số kiếm lại tu tâm trí tuệ phần đều là ta đồ thiên quát đại đạo tâm chúng đó là con ta y chỉ thế giới này thường tu hành đâu đà chi thánh ở chỗ văn bò đại chúng ồn nao chẳng ưa nói bằng nhiều các vị đó như thế hồng tâm đạo pháp ta ngày đêm thường tinh tấn vì để cầu phần đạo ở phương dưới ta bà trụ vừa quán hư không sức trí niệm bền vững thường xuyên cầu trí tuệ nói các món pháp màu tâm kia không sợ trên ta ở thành già gia ngồi dưới gông bồ đề thành bằng tôi chính là gian truyền pháp luân vô thường rồi mời giáo hóa đó kiến đều phan đạo tâm nay đều dù bấm thôi đều sẽ đứng thành phần nay ta nói lời thần ca không một lòng tin ta từ lâu xa lại giáo hóa cả chúng đoan bây giờ ngài Di Lặc Bồ Tát cùng vô số chúng Bồ Tát lòng sinh nghi hoặc nay làm là chưa từng có mà nghĩ rằng thế nào đừng Thế Tôn ở trong thời gian rất ngắn mà có thể giao hóa vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Cang Đại Bồ Tát đó làm cho chỗ nơi vô thường chính đáng chân gia liền bằng phần rằng Thế Tôn đứng Như Lai lúc làm thái tư rời khỏi cung dòng thính ngồi nơi đạo tràng cánh thành già gia chẳng bao xa đưa thành vô thường chính là đáng chính gia từ đó đến nay mới hơn 40 năm đừng Thế Tôn thế nào ở trong thời gian ngắn đó làm nên phần sự lớn do thế lần của phần do công đức của phần giao hoa vô lượng chúng bồ tát lớn như thế sẽ thành vô thượng chính đàn chính và Thế Tôn chúng đại bồ tát này gia sư có người trong nghìn muôn ứng kim đếm không thể hết chăng nữa ngàn mê chúng đó từ lâu nhận lại ở nơi vô lượng vô biên các đấng phận trọng ca gông lăng thành tựu đạo Bồ Tát thương tu pháp hành Thế Tôn nguyện như thế đời dân có tin thì như có người trắng đẹp tông đèn tuổi 25 chỉ người trăm tuổi chỉ là con của ta người trăm tuổi nọ cũng chỉ gả tuổi nhỏ nói là cha ta để nuôi ta tại vì đó có tin đứng và cũng như thế từ Long Thành đào nhận đến nay kỳ thực chưa bao lâu mà các đại chúng Bồ Tát đó đã ở nơi phần đạo nên chuyên tu tình tấn khéo nhằm xuân trụ nơi vô lượng nghìn muôn ứng tam muội được thần thông
sinh đã lâu kéo hay trừ thư đề tầng ca Phật lành giỏi nơi vân đám là bao quý trong loài người. Tất cả thế gian rất là yên có ngày nay đứng Thế Tôn mời nói lúc được phần đạo băng đầu khiến kia phát tâm vào chỉ dạy dịu giấc làm cho kia hướng về vô thượng chính đàng chính giang. Đứng Thế Tôn thành Phật chưa bao lâu mà bèn có thể làm được việc công đức lớn này. Chúng con giàu lại tin Phật tùy cơ nghi nói pháp lời Phật nói ra chưa từng hứa vọng. Chỗ Phật biết thầy đều thông xuống như càng Bồ Tát mới phán tâm sao khi Phật diệt đó nếu nghe lời này hoặc chẳng tin nhận sinh nhân duyên tội nghiệp phá chinh phá kinh thưa Thế Tôn. Mong vì chung giải nói trừ lòng nghi của chúng con và các thiện nam tử đời vì lai nghe việc này rồi cũng chẳng xin nghi lúc đó ngài Di Lặc muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng Phật xưa từ dòng thánh xuân gia gần già gia ngồi dưới cây bồ đề đến nay còn chưa xa các hàng Phật tử này số đông không thể lường lâu đã tu Phật đạo trụ nơi sức thần thông. Theo Hồng Đạo Bồ Tát trang nghiêm pháp thế gian như hoa sen trong từ đất mà vọng ra đều xin lòng cùng kinh đứng nơi trưởng Thế Tôn việc đó có nghĩa bằng. Thế nào mà tin được Phật được đạo rất gần chỗ thành tựu rất nhiều mong vì trừ lòng nghĩ như thực phân biện nói thí như người trẻ mạnh tuổi mới 25 chỉ người trăm tuổi già tông ba và mạnh nhân. Bọn này của ta sinh con cũng nói là cha cha trẻ mà con già mỗi người đều chẳng kinh Thế Tôn cùng như thế được đạo đến nay gần ca chung Bồ Tát này. Chỉ vẫn không nhiêm được từ vô lượng kiếp lại mà tu đạo Bồ Tát giỏi nơi gàng hỏi đáp tâm kia không sợ tên nhân nhung lòng quyết định đoan chánh có uy đức mười phương Phật khen ngợi. Theo hai phần biển nói chẳng cách ở trong chúng thường ưa thuyền đến vì cầu quân đảo vải chỗ không phương như chúng con từ phần nghe nơi thuyền này không đi. Nguyện phần vì người sao diễn nói thiên rõ hiểu nếu người ở kinh này xin nghi lòng chẳng tin phải đoạ đường dương. Mong nay vì giải nói vô lượng Bồ Tát đó thế nào thời gian hẳn giá hoa kiền phát tâm mà trụ bận bận.